Với chủ đề của chúng tôi, một từ khóa tôi nghĩ rằng nó cũng khá là gọi là nóng trong mùa hè năm nay, đó chính là thi. Thì chúng tôi có một vị khách mời, tôi tin là cũng là một vị phụ huynh rất là tâm lý, cũng là một khách mời rất là quen thuộc Cà Phê Sáng. Xin được chào đón Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam ạ. Chào bạn, xin chào. Vâng, anh Nam ơi, để mà nói đến thi thì thực sự là một sĩ tử đi thi mà cả nhà gọi là hậu phương ngóng đợi đấy ạ. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa thôi thì các bạn học sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và cái kỳ thi đó thì chính thức diễn ra ngày 27 tháng 6 thì các bạn sẽ làm các thủ tục thi này, rồi biết những cái quy chế nội quy của kỳ thi năm nay và bắt đầu môn thi đầu tiên vào ngày 28 tháng 6. Rất nhiều các sĩ tử thì đang trong cái giai đoạn gọi là nước sôi lửa bỏng, văn ôn võ luyện. Thế thì làm sao để đảm bảo một cái tâm lý tốt nhất cho các bạn ý để bước vào kỳ thi với một phong độ gọi là tuyệt vời nhất? Đó là sự quan tâm của rất nhiều bậc phụ huynh. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ và cũng là phụ huynh Trần Thành Nam. Đó là anh thấy là với cái kỳ thi, những cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nói riêng và những kỳ thi quan trọng trong cuộc đời nói chung thì thường là cái tâm lý của phụ huynh và học sinh hay mắc phải đó là gì ạ? Bây giờ thì cái áp lực xã hội càng ngày càng cao, cái môi trường làm việc cũng rất là cạnh tranh, cho nên là mỗi một cái kỳ thi ẩn đằng sau đấy là cái kỳ vọng của gia đình, của người lớn và thậm chí là chính học sinh cũng kỳ vọng nữa. Cho nên là mùa thi năm nào cũng tăng nhiệt. Mình có thể hình dung cái tình hình nó giống như thế này này, là bên trong lũ trẻ thì sợ sai, bên ngoài bố mẹ thì mệt nhoài lo, âu lo. Mà mấy hôm trời sẽ nắng to là còn luân phiên cắt điện thì càng lo tình hình đấy, như vậy đấy. Vâng. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta gọi là những kỳ thi rất quan trọng nhưng cũng vô cùng nhạy cảm, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì trong cái sự quan trọng và nhạy cảm đó, từ phía phụ huynh lẫn học sinh, có khi nào chúng ta mắc phải những cái sai lầm không anh? Có. Thường thì là đôi lúc cái sự lo lắng của chính phụ huynh cũng phóng chiếu lên, làm cho sĩ tử cũng sẽ lo lắng nhiều hơn. Ví dụ như là đây, đôi lúc thì bố mẹ cũng đổi cả hướng bàn học của con này để hy vọng là con có thể may mắn hơn chẳng hạn, hoặc có một số những hình thức gì đấy tâm linh, nhưng mà cũng làm cho các em về lâu dài có thể là cũng không tự tin vào cái năng lực của mình. Hay là ví dụ như là cứ bàn tán quá nhiều về kỳ thi rồi tỷ lệ chọi cũng làm cho các em cảm thấy là lo lắng nhiều hơn. Đôi lúc thì bố mẹ cũng lo lắng, cho nên là bố mẹ cứ nhắc con là thôi phải học đi nhá, làm cho các em cũng không có cân đối giữa cái khoảng thời gian mà dành cho thư giãn, nghỉ ngơi mà nó cũng rất là cần thiết cho bộ não của chúng ta để có thể là ghi nhớ và học tập nó một cách là ý nghĩa và hiệu quả hơn. Thì đây cũng là những cái điều mà bố mẹ cũng nên lưu ý, nhất là khi mà chuẩn bị đến những cái ngày thi đến gần rồi. Vâng, anh ơi, không chỉ nhắc học đi nhớ đâu. Em nhớ là ngày xưa không những là thi tốt nghiệp mà kể cả thi học kỳ thôi, thì cứ đến kỳ thi thì mẹ em sẽ nhắc là ăn đi nhớ. Và đa phần sẽ là ăn xôi gấc, ăn xôi đỗ và ăn, thậm chí cả tuần ăn phở luôn, để cảm giác là làm sao đấy cho con mình có một cái thể chất tốt nhất, tinh thần tốt nhất để thi tốt nhất. Vậy thì thực ra rất là hiểu cho tấm lòng của những người làm cha làm mẹ thôi, nhưng mà làm sao để biến những cái áp lực thi cử đó trở thành động lực cho các em ạ? Thì cái quan trọng nhất là bố mẹ cũng sẽ phải đưa cho con một cái thông điệp là bất cứ một cái kỳ thi nào ấy thì nó cũng chỉ phản ánh một cái điểm nó rất nhỏ ở trong cái quãng đường thành công của chúng ta thôi. Và thực tế thì là những cái người mà thông minh nhất thì lại cũng không phải là những cái người mà có chỉ số IQ cao nhất đâu, mà là những cái người luôn luôn có một cái thái độ tích cực và sẽ cố gắng chăm chỉ hàng ngày hàng giờ, cho nên là đến một lúc nào đấy rồi thì mục tiêu của mình cũng sẽ chinh phục được. Và cái sự thành công ấy, giống như cái con đường đi đến Rome ấy, là nó có nhiều con đường chứ không phải là chỉ có một con đường. Thế còn bây giờ ấy, thì chúng ta toàn là lo lắng về những cái đã qua trong quá khứ, tức là sáng nay vừa làm bài thế nào xong rồi lo lắng về nó, hay là cứ lo lắng về tương lai, tức là nhỡ mình không được thế này hoặc nhỡ mình thế kia thì sao. Thì cái lo lắng đấy nó làm chúng ta mất tập trung. Hãy tập trung vào cái thời điểm hiện tại này, khi mà con đang phải làm bài thi này, qua đó thì con sẽ tập trung và không bị sao lãng bởi những cái suy nghĩ lo lắng. Lúc đấy con sẽ phát huy được cái năng lực tốt nhất. Và hiện tại bây giờ thì bố mẹ hãy chăm sóc, như là Linh có nói, là bố mẹ hãy chăm sóc về mặt thể chất này, chăm sóc cho con về mặt giấc ngủ này, hãy giúp cho con phân phối những cái thời gian cho cái việc học tập cũng như là cái việc mà thư giãn giải trí, hoặc là thậm chí là một cái ôm giữa các thành viên trong gia đình với nhau, để các bạn ấy cảm thấy tự tin hơn, ấm áp hơn và cũng cảm thấy đỡ stress hơn, để có thể ghi nhớ và có những cái chiến lược hiệu quả nhất khi mà vào phòng thi. Làm sao để việc ôn thi nó không trở thành một cái áp lực vượt quá ngưỡng chịu đựng của chúng ta, đúng không ạ? Vâng. Thế bản thân anh Thành Nam hãy thử nhớ lại quá trình ngày xưa đi học trước những kỳ thi, với cái vai trò là một học sinh đi. Vâng. Và sau này là một phụ huynh nữa. Vâng. Thì anh có những cái mẹo, những cái bí quyết gì để giúp các sĩ tử có thể giảm tải những cái áp lực, biến áp lực trở thành động lực để vượt qua tốt kỳ thi của mình ạ? Tôi nghĩ rằng là
cái chính ấy là mỗi người sẽ có một số những cái câu thần chú hay là một cái câu tự nhủ tích cực ấy. Tại vì chúng ta đã từng vượt qua những cái trạng thái lo lắng rồi, trong quá khứ rồi, nhưng mà sẽ có nhiều lần chúng ta vượt qua nó một cách thành công, xử lý nó rất hay. Thì hãy nhớ lại về những cái khoảnh khắc mà chúng ta đã xử lý tốt những cái suy nghĩ lo âu ở trong quá khứ, tự nhủ với bản thân là mình đang kiểm soát được tình hình, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình đã trải qua những cái việc như thế này và đã có nhiều lần là mình rất cừ, mình đã xử lý được nó. Cái thứ hai nữa là có thể là học một số những cái cách thức để mà chúng ta có thể thư giãn ngay lập tức được. Đơn giản bằng cách là tập trung vào hơi thở thôi. Hãy nhắc với bản thân mình rằng là mình đang ở đây, mình đang cần phải làm cái việc này. Và thứ ba nữa là để cho ghi nhớ nó hiệu quả hơn thì mỗi người sẽ có một cái tip thôi. Có rất nhiều loại sơ đồ để giúp cho chúng ta ghi nhớ, và nếu mà quên thì chỉ quên những cái chi tiết rất nhỏ chứ không thể nào quên tổng thể được. Các bạn sẽ tạo ra một cái sơ đồ mind map, một cái sơ đồ hình xương cá, một cái sơ đồ hình bạch tuộc gì đó. Và đến trước cái hôm thi ấy, thì thay vì là chúng ta là ôn quá nhiều và thức khuya quá ở trước cái hôm mà chuẩn bị đi thi, thì chỉ cần là có một giấc ngủ thật ngon, sáng dậy dở những cái sơ đồ mà chúng ta đã làm trước đây ra, nhìn một cái thì có thể là các bạn sẽ vẫn ghi nhớ được cái kiến thức theo một cách là tổng thể. Cái điều đấy làm cho bạn an tâm để bước vào phòng thi. Vâng, ngày xưa đi học thì cũng chia sẻ một chút với các bạn học sinh chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng năm nay, thì tôi nhớ là cô giáo dạy văn của tôi có nói một câu là khi mà học thì hoặc là ôn thi ấy, đừng có ôn đến lúc mà mình cảm thấy mệt nhoài thì mình mới nghỉ. Mà đấy, tức là phải hãy chia cái số lượng bài ôn đấy ra thành những cái chặng đường nhỏ và chúng ta dần dần chinh phục từng chặng đường một, và khi cảm thấy là bắt đầu cơ thể cần nghỉ ngơi thư giãn thì hãy ngay lập tức đứng lên, vươn vai một cái, ôm ai đó một cái, đúng không ạ? Để có thể tái tạo năng lượng và để có được một tinh thần tốt nhất trước kỳ thi. Rất là cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã đến với Cà Phê Sáng và chia sẻ, tôi nghĩ rằng những cái bí kíp rất là hữu ích cho các bạn học sinh, các sĩ tử của chúng tôi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và Cà Phê Sáng thì cũng xin được dành những cái lời chúc may mắn, chúc các bạn học sinh trung học phổ thông sẽ có một kỳ thi tốt nghiệp với một cái phong độ làm bài tốt nhất các bạn nhé.